Để cái ô nhé. Không, để vào tay con, để trên nòng. Ngồi xuống để trên nòng tay rồi nó tự theo. Giống mommy. Nó cho này. Thôi nó lại lên cao cho nó nhảy đi. Ô có chim bồ câu chạy. Hình như con này giận chồng nó, con để cho chồng nó để ngồi đấy luôn, không cho nó ăn. À, thế chứng tỏ là con chim kia cũng muốn ăn. Cho nó xin miếng. Cho xin miếng đi. Không cho con gà nữa. Đừng để cho con gà ăn. Cho xin miếng đi. Đừng để cho con gà ăn. Hi bird. Gà ra cướp rồi. Thôi con ném ra cho nó. Quay đi. Nhận được chưa? Để trên tay cho nó phí.